Hello, chào mừng anh em đã đến với Săn Sale và Đánh Giá. Mình là Đại Công Nghệ. Trên tay của mình đang là chiếc điện thoại Redmi K50 Ultra. Và trong video này có một điều rất là thú vị, khi mà mình đã up ROM quốc tế cho chiếc điện thoại này rồi anh em ạ. Thực ra đó là ROM của chiếc Xiaomi 12T Pro. Anh em không nghe nhầm đâu, Xiaomi 12T Pro có cái thông số cấu hình gần như là y hệt với chiếc Redmi K50 Ultra, chỉ khác camera được nâng cấp lên 200 megapixel mà thôi. Hôm nay mình sẽ test hiệu năng chiếc điện thoại này khi mà nó chạy ROM quốc tế anh em nhá. Còn điều gì thú vị, xin mời xem video. Thiết kế thì không khác gì Xiaomi 12T Pro. Đến ngay cả cái tên thiết bị cũng là Xiaomi 12T Pro luôn, phiên bản MIUI 13.0.3 mới nhất rồi. RAM 8, bộ nhớ trong 256GB, con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 này. Nhưng mà anh em lưu ý một cái điều, đó chính là rất là thú vị luôn khi mà sẽ không sử dụng được camera. Mình có tải Gcam hay là bất kỳ ứng dụng nào ấy thì camera chính nó cũng không thể nào sử dụng được, chỉ có thể sử dụng được camera tele và camera góc siêu rộng thôi. Với cái phiên bản ROM quốc tế này thì đương nhiên nó vẫn có Joy OSE rồi, mình vẫn để nguyên nhá. Và mình cũng sẽ bật chế độ Bow Monitor trong tùy chọn nhà phát triển để có thể đo được FPS trong game. Ở trong phần cài đặt của game thì mình cũng sẽ bật thiết lập là cực cao, tất cả đều là rất cao luôn. Game Turbo mình bật hiệu suất lên. Lúc này thì dung lượng pin còn 100%, kết nối Wi-Fi cũng như độ sáng mình để lên khoảng 70. Tắt hết cả LFC vị trí đi. Mình có tham khảo một số kênh khác khi mà test game trên chiếc Xiaomi 12T Pro, nó sẽ bị lock FPS khi mà chỉ cần chơi 9 phút với Genshin Impact thôi anh em ạ. Tụt xuống 38 luôn chứ. Có vẻ lag khá là nhiều anh em ạ. Ôi, không chạy được. Khá là lag anh em ạ. Chưa gì nó không lốc FPS đâu nhưng mà nó lag. Này, ROM để rồi. Ok, thế mình sẽ thử tắt cái tăng hiệu suất đi nhá, xem có khi tắt tăng hiệu suất nó lại được ấy, đôi khi nó ảo như thế. Mình thử khá nhiều cái con máy với ROM đôi khi nó rất là ảo. Rồi, tắt tăng hiệu suất thì FPS tụt luôn. ROM này đều hơn ROM gốc rồi. Đấy rồi, lại quay tiếp à. Mình thấy là sau khoảng tầm 4 phút thì máy cái mặt lưng ấy vẫn khá là mát mẻ, nhưng mà chơi thì khá là khựng. Đó. 5 phút rồi và cái FPS của nó lên xuống liên tục như kiểu leo núi ấy, anh em ạ. Này hỏng rồi. Đang định làm video giống kiểu anh em là chơi game, anh em nào mà không cần camera, ROM này chơi ngon này up lên, chỉ chơi game thôi. Tự ROM này vừa camera đều, vừa chơi game chán. Đây không phải là do máy nóng lên đâu anh em ạ. Khi mà nhiệt độ ở chỗ này chỉ báo 42,4 thôi. Anh em mua con Xiaomi 12T Pro phiên bản quốc tế có một cái cũng gọi là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của nó. Điểm mạnh thì là bảo hành rất là ngon, nhưng mà điểm yếu cũng thế. Nghĩa là anh em up ROM này không thể up ROM khác được. Nếu mà ROM đấy ngon thì dùng ngon, mà ROM kiểu yếu ấy, hiệu năng kém thì dùng thế. Bởi vì mình khi mà mình up ấy thì nó sẽ bị mất bảo hành. Theo mình tìm hiểu là như thế. Được cái là rất mát anh em ạ. Chơi 8 phút rồi, 42,7. Nếu đối với con Redmi K50 Gaming ấy, tầm này của nó chắc là tầm 50 độ. Nó tầm 50 độ anh em ạ. Nhưng mà nó chơi chắc chắn là sẽ mượt hơn như thế này. Nếu mà anh em nào mà không cần một cái gì đó quá là mượt mà ấy, thì thật sự Xiaomi làm như thế này cũng khá là hay. Khi mà nhiệt độ rất là mát, sướng. Được cái sướng thì nhiệt độ mát anh em ạ. Nó cũng không quá lag đâu. Thì nói chung là nó chơi giống như kiểu là mấy con 870 đi, 870 nó chơi giống mấy con 870. Nó xuống 45 này ba mấy xong rồi lại lên 50, lại lên 58. Cái ROM này mình tải ở mifirm.net và nó ở trong mục
Global của chiếc Redmi K50 Ultra nhé. Không phải mình tự nhiên lấy ROM của chiếc Xiaomi 12T Pro up lên đây đâu. Thì combat ở đây sẽ toàn là 4X anh em ạ. Đó. Thế trên không. Ok, thế mà mình có thể khẳng định được là cái ROM này thì khi mà chưa xóa roi xe nó sẽ chơi cực kỳ là mát, cực kỳ là mát anh em ạ. Bây giờ mình sẽ thử tắt cái ứng dụng roi xe của nó đi nhá, rồi test tiếp. Ok, anh em đồng ý rồi nhá. Chơi cực cao và nhiệt độ mặt trước có 38,3, khung viền có 38 độ thôi, mặt sau chỉ là 41 độ. Khi mà mình chờ để không combat ấy, nó đã giảm 1 độ rồi, thì nói chung là nó rất là mát rồi anh em ạ. Anh em ơi, mình đã xóa roi xe rồi nhá. Nhiệt độ mà ở đây báo thì chỉ là 38,8 thôi. Thầy chả đỡ hơn bao nhiêu anh em ạ. Toàn dùng 4X thôi. Chán đời lắm. Khả năng là cái ROM này nó không tương thích đấy anh em ơi. Đây anh em, mình cho anh em xem lại cái cấu hình này. Cực cao 60 và hiệu ứng ngầm ở trận đấu rất cao luôn. Nhưng mà chơi thật sự rất là sướng luôn. Nếu mà nó chơi mượt mà nhiệt độ này thì đúng là bét luôn này. Với tựa là nó lag. Nhưng mà được cái mát lắm. Mình thật sự thích những cái con máy mà nó mát, không cần phải gắn quạt. Ví dụ anh em chơi PUBG hay anh em chơi Liên Quân ấy, thì với cái nhiệt độ như thế này thật sự rất sướng luôn. Chơi Genshin mà còn như thế này nữa thì hai chó kia thì phải nói là tuyệt vời. Nhất quyết là không chịu lốc FPS nhưng mà chơi sẽ lag. Rất là thú vị luôn. Thật sự chơi cực cao 7 phút mà nhiệt độ ở trong máy chỉ báo là 42,8. Thì anh em biết rồi đấy, đây là niềm mơ ước của mình bấy lâu nay. Làm sao có con nào chơi có thể cực cao mà nhiệt độ mát một chút. Cái con này nó đáp ứng được rồi đây. Nhưng mà tựa là lag. Trời ơi. Sẵn Sumeru cái toàn 39-40. Xem đã lock FPS chưa nhá. Đứng im một chỗ này. Chưa lock nhá. Vẫn lên được 5-5-5-6. Chưa lock FPS đâu. Nhưng mà di chuyển thì ối rồi ôi luôn. Vượt cả tăng tốc lên. Nhiệt độ toàn loanh quanh 42,9, 43. Rất là mát mẻ. Ok, thế là mình đã chơi được 22 phút 43 giây rồi nhá. Lúc này dung lượng pin còn 94%. Đây anh em có thể thấy nhiệt độ mặt trước chỉ là 44,6, khung viền 41 độ, mặt sau là 43,1. Genshin Impact thì cực cao chúng ta sẽ được là 52,9 fps. Ngay từ đầu đã bị drop rồi, ngay từ phút thứ 3 tôi đã drop rồi. Cùng nhìn lại phút thứ 3 của nó, nhiệt độ pin chỉ là 34 độ C. Càng về sau này thì nó vẫn cứ như thế thôi, nó sẽ dao động từ 3x nhá. Thấp nhất ở đây, ví dụ đây mình sẽ phải bảo là 36 này, xong lên 6x luôn, nghĩa là 36 đến 6x. Rất là cao luôn, ý là cái độ chênh ấy rất là cao luôn. Với trường hợp thứ hai thì sẽ được 46 FPS nhá. Đây anh em thấy này, không có cải thiện gì luôn. Nghĩa từ đầu nó lock rồi này, về sau thì cũng không khác biệt quá là nhiều. Nên là trường hợp gắn giò lạnh, mình thấy là cũng sẽ không có tác dụng đâu. Về nhiệt độ pin thì rất là mát mẻ luôn. Cao nhất cũng chỉ lên đến là 42 độ C. Ok, sau khi mà mình đã chơi Genshin Impact, trải nghiệm nhận năng trên chiếc K50 Ultra này, thì với cái ROM Global này của nó vẫn up được nhưng mà hiệu năng rất là chán. Thứ hai, cái điều quan trọng nhất là camera lại không dùng được luôn. Nên là anh em đừng có up lên nhá. Đấy, chứng tỏ là mình bị mi phim chơi khăm rồi. Mình rất mong anh em chia sẻ cho mình những cái ý tưởng của anh em mà làm như thế nào, ý tưởng thú vị để mình có thể áp dụng trong những cái video sắp tới. Và anh em thích như thế nào, bình luận ở phía dưới. Một video vài nghìn view nhưng mà mình cũng chỉ nhận được 1-2 đăng ký kênh thôi và rất là ít like. Mình mong anh em nếu thấy video hay thì like cũng như là bình luận để giúp cho kênh mình có thể được đề xuất lên nhiều, giúp kênh phát triển.
cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.